Kinh văn. Phú Lâu Na, ông chưa nghe chuyện diễn Nhã Đạt Đa trong thành Thất La Phiệt hay sao? Buổi sáng anh ta lấy gương soi mặt, bỗng nhiên ưa thích cái đầu trong gương. Nó có thể thấy được lông mày, lông mi. Rồi trách cái đầu mình không thể thấy được mặt mày của chính mình, nên cho cái đầu mình là giống yêu quái, vô cớ phát điên bỏ chạy. Ông nghĩ sao? Người ấy vì sao vô cớ phát điên bỏ chạy như vậy? Phú Lâu Na thưa, tâm người ấy điên chứ không có duyên cớ gì khác. Giảng giải, ông đã nghe chuyện này chưa? Ông chưa nghe chuyện diễn Nhã Đạt Đa trong thành Thất La Phiệt hay sao? Buổi sáng anh ta lấy gương soi mặt. Vào thời ấy chưa có báo chí, tin tức chỉ có truyền miệng. Diễn Nhã Đạt Đa gốc tiếng Sanskrit là Janadatta, Hán dịch là Từ Tiếp, có nghĩa là đến ngôi đền, vì có lần mẹ ông đến ngôi đền thờ thiên thần để cầu được sinh con trai. Vào một buổi sáng, diễn Nhã Đạt Đa thức dậy và vội vã, không dự tính trước, lấy kính lên soi mặt. Thấy khuôn mặt mình phản chiếu trong gương, anh ta thấy yêu thích khuôn mặt của mình hiện ra trong đó. Anh ta rất vui mừng vì thấy cái đầu trong gương của mình đẹp biết bao. Bỗng nhiên ưa thích cái đầu trong gương, nó có thể thấy được lông mày, lông mi. Anh ta nhìn chăm chú khuôn mặt trong gương và thấy cái đầu ấy thật tuyệt hảo. Nhưng rồi trách cái đầu mình không thể thấy được mặt mày của chính mình. Rồi bỗng nhiên anh ta nổi lên giận dữ. Tại sao ta không có được cái đầu? Anh ta đòi hỏi. Sẽ tuyệt vời biết bao nếu ta có được cái đầu như vậy. Diễn Nhã Đạt Đa tức giận đến điên lên, vì thấy cái đầu mình hiện nay không nhìn thấy được mặt mày của chính mình, nên nghĩ rằng anh ta không có đầu. Tôi có thể thấy được cái đầu trong gương một cách hoàn chỉnh, tại sao tôi không thấy được mặt mũi của chính mình? Nên cho cái đầu mình là giống yêu quái. Đến lúc ấy thì anh ta mắc phải sai lầm. Anh ta nghĩ rằng mình là một loài yêu quái. Ly Mị là yêu quái sống ở núi rừng, nó có một loại ma lực quyến rũ mê hồn. Ly Mị và Dõng Lượng là hai loại yêu quái. Người Trung Hoa có câu đối về loại yêu quái này: cầm sắc tỳ bà tứ đại dương, dương dương tại thượng. Ly Mị Dõng Lượng tứ tiểu quỷ, quỷ quỷ cư bàn. Một khi đã nghĩ mình là yêu quỷ, nên cho cái đầu mình là giống yêu quái, vô cớ phát điên bỏ chạy. Anh ta cố gắng lắc cái đầu mà anh cho là yêu quỷ, rồi điên cuồng chạy xuống phố. Chẳng có nguyên cớ nào khiến anh ta có hành vi như vậy, ngoại trừ anh ta trở nên bị ám ảnh bởi ý tưởng rằng mình là loài yêu quái. Ông nghĩ sao? Phú Lâu Na, ý ông nghĩ sao về việc này? Người ấy vì sao vô cớ phát điên bỏ chạy như vậy? Thực sự có nguyên do nào đằng sau hành vi vô cớ khiến anh ta điên cuồng bỏ chạy như vậy? Phú Lâu Na thưa, tâm người ấy điên chứ không có duyên cớ gì khác. Diễn Nhã Đạt Đa phát cuồng, anh ta không có động cơ đúng đắn. Diễn Nhã Đạt Đa không biết, do vậy anh ta nghĩ rằng mình chắc là loài yêu quỷ, vì anh ta không thấy được cái đầu của mình. Bây giờ có phải thực sự anh ta không có đầu hay không? Tôi nghĩ rằng tất cả quý vị trong đây đều thông minh hơn Diễn Nhã Đạt Đa, và không có ai trong quý vị cho rằng mình không có đầu, bởi vì quý vị thấy được cái đầu mình trong gương. Cơ bản là anh ta chưa hề mất cái đầu, nên ta nghĩ rằng đầu mình đã bị mất. Phú Lâu Na hỏi Đức Phật rằng, tại sao chúng sinh vô cớ phát khởi vọng tưởng? Đức Phật đưa chuyện Diễn Nhã Đạt Đa và hỏi tại sao anh ta vội vàng kết luận mình không có đầu. Phú Lâu Na đáp rằng, tâm Diễn Nhã Đạt Đa đã phát cuồng. Tại sao chúng sinh sanh khởi các thứ hư vọng? Bởi vì vọng tưởng họ sinh khởi trong chân tâm. Chắc chắn vốn không có một căn gốc của vọng tưởng để phát sinh hư vọng. Đạo lý này cũng giống như trường hợp của Diễn Nhã Đạt Đa.
文三摩地娑诃